chỉ với 5 tỷ 7 thì các anh chị đã sở hữu ngay cho mình một ngôi nhà 3 tầng nằm ngay mặt tiền đường 14m trong trung tâm thành phố Nha Trang. Từ vị trí ngôi nhà này cách biển thì chỉ tầm 5 phút di chuyển thôi, và xung quanh thì ga nè, trường học nè, chợ, bệnh viện thì đều đầy đủ trong cái khu trung tâm này luôn quý chị. Và hiện tại thì căn nhà này đang tạo được dòng tiền là 12 triệu một tháng cho mặt bằng cho thuê ở dưới tầng trệt thôi quý chị. Và mời các anh chị cùng xem hết video của Lệ hôm nay để xem tổng quan vị trí cũng như là thiết kế phía bên trong ngôi nhà này như thế nào nhé. Và hiện tại thì em Lệ đang có mặt tại con công viên Võ Văn Ký thuộc trung tâm thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Các anh chị có thể thấy là công viên rất là rộng và cây cối xanh mát ha. Ngôi nhà mà Lệ muốn giới thiệu với các anh chị trong video hôm nay thì cách cái công viên này chỉ tầm 50m thôi quý anh chị. Đó, từ công viên chúng ta đi thẳng tới cái con đường Hoàng Văn Thụ phía trước nha quý anh chị. Khu vực này rất là sầm uất ha, xe di chuyển qua lại rất là nhiều luôn quý anh chị. Từ cái vị trí này nè mà các anh chị chúng ta sẽ đi theo hướng phía bên này thì chúng ta sẽ ra tới con đường là Thống Nhất và Trần Quý Cáp nha quý anh chị. Đối diện của chúng ta thì là trụ sở của công an thường cấp biển số ở khu vực đó quý anh chị. Đó, còn phía bên này các anh chị đi theo hướng ngược lại thì ra chỉ tầm là theo tay em chỉ nè, tầm 200m thôi thì chúng ta đã ra tới ga Nha Trang. Và cái con đường trước mặt đây đó chính là con đường vệ sinh nha quý anh chị. Chúng ta ra biển thì chúng ta đi theo cái con đường vệ sinh này ra biển thì đâu đó là chỉ tầm 1 km thôi quý anh chị, thì mất đâu đó là tầm hơn gần 8 phút di chuyển để chúng ta ra tới biển ha. Đó. Và ngôi nhà của chúng ta thì ở cách công viên này, cách cái ga này đó chỉ vài bước chân thôi. Thì bây giờ Lệ sẽ di chuyển từ cái vị trí này qua tới ngôi nhà cho quý anh chị cùng xem ha. Đó, các anh chị có thể thấy xung quanh đây hàng quán cũng rất là nhiều, xe qua lại rất là nhiều, và đối diện ngay cái trường học kia là trường học Võ Văn Ký nha quý anh chị. Chúng ta rất là nhiều tiện ích xung quanh luôn ha. Đó. Con đường Hoàng Văn Thụ thì nó có rộng, chiều rộng là 14m nha quý anh chị. Đó. Ngay chỗ đầu đường của chúng ta thì có một cái bưu điện ha. Xung quanh hai bên đường thì hàng quán cũng rất là nhiều nha quý anh chị. Đường của chúng ta thì là đoạn đường hai chiều. Đây, Hoàng Văn Thụ này thì là đoạn hai chiều nha quý anh chị, đoạn gần công viên. Và với cái căn nhà mà em lại muốn giới thiệu với các anh chị trong video hôm nay á, với tổng diện tích là 37,4m² và hiện tại là đang cho thuê làm văn phòng du lịch, tạo được dòng tiền là 12 triệu một tháng nha quý anh chị. Đó. Đây, cái căn đang có đề bảng Minh Long Travel nha quý anh chị. Đó, 37,4m², kết cấu 1 trệt 2 lầu. Rất là đẹp. Phía trước có vỉa hè rất là rộng rãi để các anh chị có thể là kinh doanh để xe ha. Cái ngã tư phía trước thì chúng ta sẽ giao với đường Bà Triệu nha quý anh chị. Căn này thì hiện tại là chủ đang cho thuê để làm văn phòng. Vì vậy các anh chị có thể thấy là ở phía ngoài nè, được trang trí cũng rất là đẹp và rất là tương tất ha. Họ thuê ở tầng 1 và tầng 2 nha quý anh chị. Còn tầng 3 thì chúng ta đang để trống để đặt các vật dụng. Phía trước vỉa hè có cây xanh nè, nhìn nhà rất là thoáng mát. Nhà của chúng ta là hướng Bắc nha quý anh chị. Đó, và hiện tại thì đang cho thuê nên Lệ sẽ chỉ quay nhanh thôi. Chiều ngang của chúng ta là ngang 5m3 nha quý anh chị. Cạnh bên này là 8m và cạnh còn lại thì ngắn hơn một xíu là tầm 7m rưỡi. Để bảng du lịch xung quanh rất là rộng, nhìn rất là thoáng mát nha. Khi mà Nha Trang thì nổi tiếng là thành phố du lịch ha quý anh chị. Nếu mà có nhiều du khách thì các hoạt động kinh doanh ở đây cũng nó sẽ sầm uất hơn rất là nhiều. Đây là những cái nhà hàng xóm của chúng ta ha. Và để không ảnh hưởng đến phía cho thuê thì Lệ sẽ chỉ quay nhanh cái căn nhà này cho quý anh chị cùng xem ha. Đây, phía trước thì làm văn phòng, các anh chị có thể thấy là đặt máy móc, bàn ghế rất là gọn gàng. Và ở dưới này thì rất là tiện, có một cái nhà vệ sinh riêng. Đó.
Bây giờ thì Lệ sẽ di chuyển lên ha. Với 37,4 mét vuông, mỗi tầng thì hai tầng dưới thì đều có nhà vệ sinh riêng biệt hết với anh chị. Cầu thang thì là thấy là cũng hơi cũ rồi ha, nhưng mà nhà của chúng ta thì được xây dựng cũng rất là kiên cố với anh chị. Đây, và Lệ sẽ di chuyển lên trên tầng 2 nè. Trên tầng 2 thì các anh chị có thể thấy là cũng được trang trí rất là đẹp. Xung quanh tường nhà thì vẽ những cái bức tranh phố cổ Hà Nội ha. Và lúc trước á, thì với cái căn này thì đang cho thuê để làm quán ăn ha quý anh chị. Mà sau khi dịch thì bây giờ chủ cho thuê là văn phòng. Trước dịch thì tất nhiên là cái mức giá cho thuê nó sẽ tốt hơn rất là nhiều quý anh chị. Trên này là văn phòng, ở phía trước thì có một cái ban công rất là thoáng, tuy nhiên thì hiện tại là đang khóa lại rồi thì lại không có tiện để mở, và quý anh chị có thể là nhìn thấy được ha. Và nếu quý anh chị mình quan tâm thì có thể là liên hệ lại để xem trực tiếp cái căn nhà này nha. Phía trong này cũng có một nhà vệ sinh nữa nha quý anh chị. Đó. Và bây giờ thì là sẽ di chuyển nhanh để lên tầng 3 ha, tại vì tránh làm phiền tới bên cho thuê nên là sẽ chỉ quay rất nhanh để các anh chị có thể là nhìn được cái tổng quát của cái căn nhà ha. Đây, ở trên tầng 3 thì hiện tại là chủ cũng đã khóa lại rồi, và giống như là một cái nhà kho để các vật dụng phía trên này hết quý anh chị. Đó, các anh chị có thể là chịu khó nhìn giúp em ha. Đó, và với cái căn nhà này mà lại giới thiệu trong video hôm nay á, là chủ muốn bán với mức giá 5 tỷ 7 nha quý anh chị. Nhà ngay vị trí trung tâm phố, tạo được dòng tiền là 12 triệu. Quý anh chị quan tâm thì có thể là gọi cho Lệ qua số điện thoại 039 338 2259 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Về pháp lý thì căn này là đã có sổ chuẩn chỉnh nha. Quý anh chị quan tâm thì có thể là liên hệ Lệ để làm việc trực tiếp với chủ.